Bây giờ thì cả hai đội đều đã sẵn sàng để bước vào trận đấu cuối cùng, trận đấu chung kết để tìm ra nhà vô địch. Báo chí Thanh Hóa sẽ chơi trong bộ trang phục áo đỏ, còn FC Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn sẽ là đội bóng chơi trong bộ trang phục áo xanh. Trái bóng đã bắt đầu lăn trên sân vận động Việt Hùng Blue Sky và hiệp 1 của trận đấu chung kết giải bóng đá tứ hùng tranh cúp báo chí Thanh Hóa lần thứ nhất đã được bắt đầu. Cả hai đội báo chí Thanh Hóa và Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn đều đã chơi những trận đấu bán kết đầy nỗ lực để có thể ghi tên mình vào trận đấu chung kết, trận đấu cuối cùng. Pha bắt bài khá tốt, rất khéo, cơi không vào. Pha đi bóng và dứt điểm rất hay của cầu thủ bên phía Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn. Đó là pha xử lý của cầu thủ mang áo số 11 Mạnh Cường. Pha đi bóng khá tốt của Mạnh Cường. Thêm một cơ hội nữa, dứt điểm vẫn không vào. Chúng ta xem lại cơ hội thứ hai của Mạnh Cường. Đức Thọ. Bóng đã được đưa vào lưới của báo chí Thanh Hóa nhưng trước đó đã có tình huống phạm lỗi đến từ đội bóng áo xanh. Lỗi của Mạnh Cường với Đức Thọ. Pha bóng mà Đức Thọ đã chủ động che chắn. Để đưa báo chí Thanh Hóa vào với trận đấu chung kết. Rất nguy hiểm. 1-0 dành cho Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn. Pha phòng ngự không thực sự hiểu ý nhau qua phòng ngự bên phía báo chí Thanh Hóa. Đó là tình huống chớp lấy thời cơ và ghi bàn của Ngọc Khánh. Và chạm bóng rất khéo và tinh tế để đưa bóng vào trong khung thành. Khi mà pha phối hợp giữa thủ môn và vị trí trung vệ cuối cùng của báo chí Thanh Hóa không thực sự ăn ý. Một lần nữa chúng ta cùng xem lại pha bóng chớp thời cơ của số 16 Ngọc Khánh bên phía Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn để có thể mở tỷ số của trận đấu này. Rất nguy hiểm, Ngọc Hải không được. Ngọc Hải đang bị đau sau pha lao vào tranh chấp vừa rồi. Và cũng đó đã có dấu hiệu ra dấu xin thay người đến từ Ngọc Hải. Bây giờ thì trận đấu sẽ được tiếp tục quay trở lại. Thanh Tùng. Rất nguy hiểm. Dứt điểm. Tỷ số được nâng lên là 2-0 dành cho Ủy ban thành phố Sầm Sơn. Mọi chuyện đang diễn ra hết sức thuận lợi dành cho đội bóng áo xanh. Đó là pha lập công của Huy Hưng. Một cú dứt điểm rất dứt khoát của Huy Hưng. Thủ môn của báo chí Thanh Hóa đã chạm tay nhưng không thể đẩy được bóng ra. Chúng ta đang được xem lại bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Ủy ban thành phố Sầm Sơn. Đứng trước quả đá phạt sẽ là Đức Thọ. Đức Thọ, cú đá rất căng. Nhưng thủ môn bên phía Ủy ban thành phố Sầm Sơn đã chơi hết sức tập trung. Việt Khánh. Rất tốt. Rất toáng cơ hội, dứt điểm. Không được, vẫn còn. Vẫn công vào, vẫn còn. Liên tục là những cú đá đến từ báo chí Thanh Hóa nhưng vẫn chưa thể đưa được bóng vào lưới của Ủy ban thành phố Sầm Sơn. Và phối hợp rất tốt ở khu vực trung lộ đến từ FC báo chí Thanh Hóa. Thành Phương đã xử lý rất bình tĩnh trước đó nhưng đáng tiếc cú kết thúc cuối cùng thì lại không thể thành công. Trần Đại. Không được. Cuối cùng thì bóng đã nằm gọn trong tay của thủ môn bên phía Ủy ban thành phố Sầm Sơn. Và đúng lúc này thì trọng tài đã nổi còi để khép lại hiệp thi đấu đầu tiên. Kết quả của hiệp 1 là 2-0 nghiêng về Ủy ban thành phố Sầm Sơn. Giải bóng đá FC báo chí Thanh Hóa lần thứ nhất năm 2020. Hiệp thi đấu đầu tiên của trận đấu chung kết đã khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn. Chuẩn xác. Rất nguy hiểm, không được.
Bóng vẫn còn trong cuộc. Dứt điểm, không vào. Và bắt bóng rất chắc tay của thủ môn bên phía ủy ban thành phố Sầm Sơn. Cú đổ người rất nhanh và sau đó là một pha ôm gọn bóng trong tay. Cú đá ở tầm thấp không hề đơn giản một chút nào. Bóng đá nằm gọn trong tay của thủ môn bên phía ủy ban thành phố Sầm Sơn. Những nỗ lực cuối cùng của FC Báo chí Thanh Hóa. Vẫn còn, xoay người dứt điểm, không vào. Xoay người dứt điểm khá tốt của Đức Thọ. Cú vặn người và dứt điểm rất tốt của số 10 bên phía FC Báo chí Thanh Hóa. Thành Lương dứt điểm từ xa. Và đúng lúc này thì trọng tài đã nổi còi để khép lại trận đấu chung kết. Chức vô địch đã thuộc về Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn sau chiến thắng 2-0 trước Báo chí Thanh Hóa. Xin chúc mừng đội bóng Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn đã là các nhà đương kim vô địch của giải đấu Tứ Hùng tranh cúp FC Báo chí Thanh Hóa lần thứ nhất năm 2020. Giải đấu đã kết thúc thành công tốt đẹp với chức vô địch thuộc về Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành những sự quan tâm theo dõi cho giải đấu. Và xin chào và hẹn gặp lại.